Bây giờ trước nhất cái chí của anh học trò đó, anh học qua đất nữa anh ấy làm được cái gì? Chẳng hạn như bây giờ anh lập cái chí phải làm được ông thầy giáo, hay là làm được ông bác sĩ, hay là một kỹ sư, vân vân. Vậy thì cái chí hướng của anh đó, anh nói bây giờ tôi nhất định học là tôi phải làm bác sĩ. Vậy thì khi đã anh vạch ra một chí hướng, tức là một cái hướng của ý chí đã định như vậy, thì anh này mãi ảnh cố gắng anh phải đạt cho được cái tốt nghiệp phổ thông, tức là cái tú tài, rồi anh thi thi vào đại học y khoa, và nhất định trong từng ngày từng giờ phút học của anh mài miệt đến độ là phải thi đậu vào được đại học y khoa. Anh học xong chương trình của y khoa 6 năm 7 năm gì đó anh mới tốt nghiệp ra trường anh làm bác sĩ. Nhưng mà nếu ở cái chí ảnh tới đó thì anh chỉ là một bác sĩ thường, nhưng mà anh muốn làm bác sĩ lớn hơn nữa thì anh ghi vào cao học, anh phải là một thạc sĩ bác sĩ hay là một tiến sĩ bác sĩ gì đó. Tất cả những cái mà ảnh đến một ngày mai đó là nó tùy thuộc hoàn toàn đặt ra thì hỏi anh còn đi học ấy. Quý vị có đồng ý với tôi chỗ này không? Chỉ một việc bình thường nhỏ nhoi của một anh học trò thôi thì cái chí hướng nó cũng đóng vai trò như vậy đấy. Và tôi nghĩ rằng trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, cái chí hướng cũng là cái điều kiện ắt có và đủ, tức là chúng ta không thể nào không có một chí hướng để mà chúng ta có thể đạt được những cái điều mà chúng ta mong mỏi do cái chí hướng đã đặt ra, cái mục tiêu đấy đề ra chúng ta phấn đấu mà đạt thành. Thì tôi nghĩ là cái chí hướng là cái của người tu đó, thì cái chí hướng ấy lại nó rất là quan trọng, bởi vì nó không phải là một cái chí hướng bình thường, mà là theo lời của Đức Thầy nói là dạy chúng ta là phải đặt một cái chí cao thanh. Cao thanh là gì? Cao là vượt lên trên, nó không thấp hèn. Thanh là trong, là sạch, là thanh tịnh. Vậy thì cái chí hướng của người tu là cái chí hướng cao thanh. Đức Thầy không đặt cho mình thành một cái chí hướng làm tiên, làm Phật hay là cái gì, nhưng mà Ngài nói cao thanh, mà trong đó thì Ngài ngầm đã dạy chúng ta từng bước để làm cái gì rồi đó, qua cái câu mà Thầy dạy: tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Chúng ta là những người tu, quý vị phải không, đồng đạo? Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta để làm một con người tốt, một con người hiền, một con người giống nhau như biết bao nhiêu triệu con người. Nhưng mà nếu người không hiền thì xã hội sẽ không được nhờ cậy gì cả, mà bản thân của người đó sẽ rất khổ đau, và cuối cùng của cuộc đời của người không hiền kia là những bước luân hồi khốn đốn của cái nghiệp quả khổ đau. Nhưng mà nếu là một con người hiền thì là một con người đó nó có vị trí đứng ở trong xã hội rất là thanh cao. Người hiền như thể cỏ lan, còn người hung chết rất chật đàn thảm thai. Người hiền là cái người tu, mà Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Vậy rõ ràng là rất là cao thanh, không có hèn hạ, không có nhơ xấu, không có thấp thỏm. Vậy thì ý chí, cái chí hướng của người tu đó là chí hướng cao thanh đấy. Thì Đức Thầy là tu Phật, tu tiên, chúng ta tu tu để làm Phật làm tiên ấy, nhưng mà phải tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Đây là bao nhiêu cái lời khuyên lên đó, cái chí hướng đó, thì chúng ta đã thấy rằng Đức Thầy đã dạy cho chúng ta một chí hướng rồi. Dĩ nhiên là mỗi người đều có một chí hướng riêng, nhưng mà chí hướng cao thanh chung của nhà tu là phải là một người hiền trước rồi mới làm tiên làm Phật. Đây là một con đường mà Đức Thầy nói đạo là giống thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đức Thầy đã vạch một con đường đó và chỉ cho chúng ta phải lập thân nuôi chí, nghĩa là chúng ta phải vạch ra ý chí y như vậy để chúng ta cuối cùng để đạt được cái mục tiêu cuối cùng là cõi Niết Bàn, là nơi cứu cánh về chúng ni xa lánh hồng trần. Rồi dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Thưa quý vị, tất cả những cái lời đó là Đức Thầy cũng đã dạy cho chúng ta từng chặng đường tu tập để từng cái ý chí được đặt lên. Ai ở trong một cái đoạn đường nào, ý chí nào thì sẽ đạt được đến cái chặng đường đó mà thôi. Hôm nay chúng ta chỉ bàn về chí hướng cao thanh. Đức Thầy ở trong Nguyễn Năm này để lời khuyến thị như thế này: ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trau dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo.
Kính thưa chư đồng đạo thân mến, đọc những lời khuyến thiện này, chúng tôi vừa đọc qua lời khuyến thiện này thì chúng tôi bỗng nảy ra một cái điều, một cái đề tài mà chúng tôi muốn trao đổi với quý vị là chí hướng cao tăng. Thực ra những cái lời lẽ mà Đức Thầy đã vạch ra cho chúng ta đó, Đức Thầy đã dạy rất là rõ, rất là rõ ràng, rất là cụ thể dễ hiểu. Ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Vậy thì bây giờ cái chí hướng cao thanh đó, khi mà chúng tôi giới thiệu đề tài thì quý vị cũng đã thấy rằng trong mỗi người chúng ta hôm nay, chúng tôi nói trong mỗi người chúng ta hôm nay nghĩa là tất cả những người tu của chúng ta, nếu là tín đồ của Đức Thầy, có niềm tin với giáo lý Phật giáo hoàn toàn, thì phải có đặt một ý chí trên hướng cao thanh, gọi là chí hướng cao thanh. Do đó chúng ta mới bàn coi chúng ta mới đặt như thế nào và chúng ta làm sao để mà nuôi được cái chí cao thanh này. Đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Thưa quý vị, trong mỗi lĩnh vực của cuộc đời, chữ thanh cao là sự hướng thượng, phải không quý vị? Hướng thượng, cái đáng giá, cái trân trọng, trái nghĩa của sự đê hèn, nhỏ nhen và trục nhiễm. Trên bước đường lập hạnh dồi trao tâm đức của một người tu, cụm từ chí hướng cao thanh được hiểu như một đường hướng tuyệt vời. Phải như thế ấy, ấy là con đường đạo bất di dịch, cái đỉnh quang minh giữa cảnh an lạc chân như mà Đức Huỳnh giáo chủ thầy chúng ta đã dạy. Chốn Phật đường rãng tráo đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Cái chốn Phật đường, cái nhà Phật ấy, cái chỗ đó, đó là cái chỗ chúng ta nhắm đến, mà Đức Thầy cũng đã dịch ra cho chúng ta, như chúng tôi đã trình bày hồi nãy là tu vào Phật tu tiên ấy. Vậy bây giờ chúng ta hãy đầu tiên là trước khi để có một chí cao thanh, chúng ta mới tự xét mình coi tại sao mình phải đặt cái chí cao thanh mà Đức Thầy đã dạy chúng ta như vậy. Thứ nhất, khi mà chúng ta quay lại xét mình, quay lại để kiểm nghiệm mình, để thấy được mình, và chúng ta tự đặt câu hỏi, như chúng tôi đã trình bày với quý vị một đề tài đó, mình là ai? Chúng ta mới hỏi mình là ai, thì chúng ta mới thấy được là trước nhất chúng ta là một con người. Chúng ta là một con người, một con người đúng nghĩa của nó, một con người già là lại một con người tu nữa quý vị. Một con người lại là một người tu, có nghĩa là những người có đạo lý, những người có đạo, có đạo đức dẫn đường. Chúng ta đã quy y và tin Phật, tin thầy, đã quay đầu tu niệm. Cái điều này tất nhiên rồi, chúng ta là người tu mà tu theo đạo Phật giáo hoàn hảo nữa, tức là tu theo giáo lý học Phật tu nhân. Trước tiên chúng ta xét về thân phận của mình. Đức Thầy dạy cái giáo lý là chúng ta phải vững chân trên vị trí một con người, trên vị trí một con người, làm trọn ân nợ và nghiệp nợ thế gian, và phải làm lành lãnh giữ như lời minh định của tôn sư mà chúng tôi đã lập hồi nãy đó. Tu là tu Phật tu tiên đó, tu cho rõ biết chữ hiền đã sao. Đây là con đường mà cái ý chí mà chúng ta tự hoàn xét, là chúng ta tự thấy vị trí của chúng ta rõ ràng là như vậy. Vậy chúng ta định vị mình là một người hiền, trọn vẹn ý nghĩa thanh cao trên vị trí một con người, và hơn thế nữa, từ bỡ bước nhân đạo làm người, con đường đi đến của chúng ta là làm tiên làm Phật. Làm tiên làm Phật, giải thoát nỗi trần ai trọng trượt này, hãy đích thị là cái chí hướng cao thanh mà Đức Thầy đã gợi mở cho chúng ta. Bây giờ khi mà chúng ta đã tự xét mình và định vị mình thì chúng ta thấy rằng mình không thể nào không có chí cao thanh. Vậy thì bây giờ chúng ta phải lập chí mà Đức Thầy đã từng bảo rằng chúng ta phải lập thân nuôi chí. Vấn đề ở đây chúng ta muốn bàn một chút xíu với quý vị về chữ nuôi chí. Chúng ta tu Phật là đang cất chân về nhà Phật, đất Phật, từ bước đi chính đạo làm người hiền của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy lắng lòng nghe lại lời nhủ khuyên của Đức Thầy yêu kính, khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời.
Lập thân là đỉnh đạt thân danh, là đứng vững, là tròn ơn trọn nghĩa trên cuộc sống đạo, không bị chao đảo đổ ngã làm nên danh phận một con người, một người tu cao thượng ở một ngày mai. Dạch ra cho mình một chí hướng cao thanh là lấy chí hướng giải thoát, an lạc thanh tịnh là mục tiêu hướng đi để lập chí. Ngày ngày tháng tháng thường luôn nhắc nhở mình chăm chấm quân tập, đó là chuyên trì, ấy là chúng ta nuôi chí, đó là chúng ta nuôi chí. Lập thân phải nuôi chí, vì nếu không đề ra mục tiêu để đến, có nghĩa là không lập chí hướng, thì chúng ta lấy gì để đi đến, trở thành một kẻ lang thang vô định, lạc mất đường về. Khi mà chúng ta không có lập thân nuôi chí, mình đặt vấn đề, nếu chúng ta không lập thân nuôi chí thì chúng ta sẽ là một kẻ lang thang, lạc mất đường về, vì chúng ta không biết về đâu, chúng ta sẽ không biết mình về đâu. Có chí hướng rồi, ta phải biết nuôi dưỡng nó, nghĩa là bồi dưỡng cho nó đủ mạnh, đủ lớn lên, khỏi phải ốm o, gầy mòn mà bỏ mạng, cuộc sống hiện sinh. Vấn đề nuôi chí không phải đơn giản. Bây giờ chúng tôi muốn hầu chuyện với quý vị, muốn bàn với quý vị một vấn đề thực tế của cuộc sống một chút. Để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã lập thân nuôi chí, chúng ta dạch ra một ý chí rồi, chúng ta nuôi nó đó, nó đơn giản không? Thưa, không đơn giản. Bởi vì tại sao? Vì chúng ta hiện tại đang sống ở trong một thời hạ nguyên mà pháp này, mà Đức Thầy đã xác định với chúng ta là người thì tâm trí tối đen, đời thì lắm ma dương quấy rối. Cuộc sống của chúng ta nó có những y báo, những chánh báo không thuận lợi một chút nào. Chúng ta phải đối đầu để tất cả những khó khăn, cuộc sống mưu sinh hiện tại rõ ràng là không đơn giản. Chúng ta phải đối mặt với quá nhiều vấn đề nan giải của cuộc sống. Do đó đây là những vấn đề mà nó làm chướng duyên cho chúng ta, nó làm cho chúng ta nuôi cái chí chúng ta không nổi. Bây giờ nổi cái vấn đề ăn nè, mặc nè, ở nè, ba vấn đề cần phải có trong cuộc sống. Mà trong một hoàn cảnh hiện tại mà Đức Thầy ngày xưa khi đã đời, Ngài đã nói rằng nghèo dễ đói từ đó sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài, Đức Thầy cho biết trước gì đó. Tức là đói với nghèo sắp đến bây giờ, vì hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn. Mà quý vị biết bây giờ vấn đề kinh tế toàn cầu, sự suy thoái đó, nó trở thành toàn thế giới, không phải riêng một nước nào. Mà may mắn ra nếu chúng ta còn duy trì được, còn giữ vững được, thì điều đó là một điều rất là có tâm quyết lớn, chứ không phải đơn giản. Hoàn cảnh của dân tộc Việt Nam ta lúc Đức Thầy mới ra đời, như quý vị đã biết, gạo lúa kém là đồ sản thổ, hàng hóa cao ấy của ngoại ban vào, rồi kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp. Cho nên khi mà dạy đạo, tại sao dạy đạo mà Đức Thầy bảo khuyên bổn đạo từ đây kiếm chỉ, tức là phải hạ tiện hạ tặng đó, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Rồi Đức Thầy trong cái bài mà hiện vào khoảng năm 59 thì mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, Đức Thầy đã đời trong một hoàn cảnh như vậy. Thưa, cái diễn cảnh đói nghèo kia được cải thiện rất là lớn trong hiện tại bây giờ, nhưng mà sự thật cái chữ nghèo mà chữ khó đối với người dân quê của Việt Nam chúng ta hiện tại nó cũng chưa qua khỏi. Bởi vì cái tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm được con số, nhưng trên thực tế thì khó khăn và khoảng cách của giàu nghèo vẫn lớn. Dân thị thành và dân nông thôn có những khoảng cách rất là to. Mà tôi là những người sống ở nông thôn, những người nghèo, hiểu rất là rõ cái chuyện này. Quý vị biết, xung quanh tôi như làng quê, ở nơi cái vùng biên giới Tây Nam xa xôi này, vấn đề chén cơm manh áo, đó là vấn đề khó đương đầu và khó giải quyết vô cùng, chứ không phải đơn giản. Cho nên cái vấn đề lập thân nuôi chí của một người tu mà gặp ở trong cảnh khó khăn như vậy không phải dễ dàng đâu quý vị. Thông cảm sâu sắc và lòng từ bi vô hạn, Đức Thầy nhắm đến cùng dân khốn khó là vật vã với chữ nghèo. Ngài ân cần khuyên nhủ, thà nghèo thanh hơn giàu mà trước, lo dung trầm cội phước về sau. Chúng ta đúng là chúng ta có được một Đức Thầy, một vị giáo chủ thương dân như con, thương tín đồ, thương bổn đạo rất là sâu sắc.
biết rằng bổn đạo của mình đa số là người nghèo khó ở nông thôn, thì Ngài nhắm vào cái quần chúng nông thôn trước, sợ rằng người nghèo sẽ mất chí hướng, bởi vì người nghèo dễ mất chí hướng lắm. Cho nên Ngài đề cập đến vấn đề ở người nghèo nhiều hơn, qua cái câu là tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Quý vị thấy ở đây Đức Giáo Chủ nhắm đến người nghèo để phải nuôi chí cao thanh. Bởi vì sao vậy? Quân tử thì cố cùng, còn tiểu nhân thì cùng tư làm hỷ. Ông Thánh xưa ông nói rằng người quân tử thì gặp cái cảnh cùng khốn thì cắn răng chịu. Nhưng mà nếu mà yếu tinh thần, nếu là bậc tiểu nhân không đủ chí hướng đạo đức, thiếu đạo đức, thì là cùng tư làm hỷ, tức là cùng rồi thì liều mạng làm càng làm bậy rồi. Vậy thì vấn đề chữ nghèo ở đây đó, người ta thường á, chữ nghèo nó kèm theo chữ hèn, chữ nghèo nó thành chữ khó, nghèo thêm chữ khổ, nghèo nó kèm theo không biết bao nhiêu cái chữ mà chẳng có đẹp. Vậy thì bây giờ Đức Thầy khuyên bổn đạo là tuy nghèo hèn mà phải chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Giàu có nghèo đi nữa phải giữ cho thanh cao, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cội phước về sau. Quý vị thấy ở đây Đức Thầy lại nhắm tới bộ phận người nghèo trước, quý vị à, nhắm tới bộ phận người nghèo đó. Nói đến đây chúng tôi mới nhớ được cái những cái tấm gương mà nghèo mà chí thanh cao mà chúng tôi phải nói là vô cùng kính trọng. Quý vị đọc sách Nho, quý vị nhớ ông thầy Nhan Hồi mà Đức Thầy khen Đáo Để đó, nghèo thầy Nhan bầu nước đai cơm, tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Một bậc mà từ xưa đến giờ mà khi mà bậc giáo chủ khi nhắc đến cũng phải khen. Và ngày xưa thì Đức Thánh Khổng Phu Tử là ông thầy ấy đã từng bảo rằng đó là ai tai hồi giả, ai tai hồi giả, nhất đan tự nhất biểu hẩm ẩm tại lậu hạng, nhân bất kham kỳ ưu, hồi giả bất cải kỳ lạc. Hiền tai trò hồi, hiền tai trò hồi. Một đai cơ ước vui ở chỗ hạn hẹp, người ta thì chịu không nổi, chứ trò hồi thì giữ bổn phận cho trọn vẹn trong khó khăn. Tại lậu hạng nhân bất kham kỳ ưu, hồi giả bất cải kỳ lạc. Thưa quý vị, ta nghèo nhưng mà cái chí không nghèo, nghèo mà không hèn, nghèo mà thanh cao, thì đây là những tấm gương mà Đức Giáo Chủ nhắc cho chúng ta là nghèo thầy Nhan bầu nước đai cơm. Ông có còn nhớ một tấm gương nghèo nữa mà nghèo mà rất là cao trọng, rất là thanh cao, chúng tôi xin kể với quý vị nghe, đó là gương của thầy Tử Sản. Thầy Tử Sản là một vị hiền sĩ trong cái thời Đông Châu Liệt Quốc, đồng thời với ông cùng học chung một lớp và một thầy để mà xuất thân đó thì có Điền Tử Phương. Điền Tử Phương thì học giỏi và cũng có cái nhà giàu, cho nên chí hướng tốt, cuối cùng là ông đỗ đạt và ông được làm quan, được dẫn vua nước Vệ phong cho làm đại phu, đi xe tứ mã là giàu sang lắm, ăn mặc áo gấm. Một hôm gặp thầy Tử Sản đi lá mặc áo bô rách, mang cái gì đâu giáp cỏ mà trên đầu đầu cái nón tơi. Thì lúc đó thầy Điền Tử Phương ngừng lại mới kêu chào, chào thầy Tử Sản, nói sao ngài nghèo khổ thế này. Thì lúc đó đó thầy Tử Sản nói lên, nói rằng ông nói tôi nghèo thì tôi chịu, nhưng mà ông nói chữ khổ rồi xin ông thâu là chữ khổ đi, tôi nghèo mà không có khổ, tôi nghèo chứ không có khổ, xin ông bỏ chữ khổ. Điền Tử Phương nói thôi thì xin lỗi anh, tôi chẳng qua là vì thấy anh mà thương tình rồi nói vậy thôi. Một hôm khác Điền Tử Phương gặp thầy Tử Sản, biết người bạn của mình là một cái người có ý chí và một người rất là có trị giá trên tâm trí, tài năng lắm, cho nên nó biết ông này ổng có tự ái lớn, cho nên ổng mới dừng xe lại lội bộ mà đến gặp thầy Tử Sản, vòng tay cúi đầu chào hỏi, chào thầy, chào anh Tử Sản, anh đi chơi. Thì lúc đó Tử Sản gặp Tử Phương rồi ngoảnh mặt bỏ đi, không trả lời gì hết. Điền Tử Phương giận quá mới chạy theo nó, thầy Tử Sản, người ta làm quan, người ta giàu có, người ta có địa vị, người ta làm khách đã đành, anh là người nghèo kiết xác, anh không có địa vị gì hết, thế mà tại sao anh dám làm cao, làm cao ngạo dữ vậy, anh làm phách lối dữ vậy? Thì lúc đó thầy Tử Sản mới ngoảnh lại với tình đường Điền Tử Phương mà nói thế này:
Nói cho anh biết, vua đó mà cao ngạo làm phách là mất nước, quan mà cao ngạo làm phách là mất chức, kẻ giàu có sang thì cao ngạo làm phách thì sẽ không còn địa vị. Còn tôi là thằng nghèo thì tôi mới có quyền làm phách, bởi vì nghèo làm phách thì nó còn y chang cái nghèo, chứ nó không có đất tới đó hết rồi, không có làm mất cái chữ nghèo được. Thành ra chữ nghèo thì có quyền làm phách. Thành ra tôi nói với anh biết là chỉ có thằng nghèo mới có quyền cao ngạo làm phách. Điền Tứ Vương đối lý và cũng không trả lời được. Về gặp vua nước vệ thì ông vua nước vệ thì ông Điền Tứ Vương nói rằng tôi có một người bạn, trí thì rất là sáng suốt, tài năng, nhưng mà y là một cái người khó tánh và rất là thanh cao, rất trọng danh dự. Nếu mà dời được người đó về làm quan đó thì chắc chắn là nước vệ sẽ lên hàng bá chủ. Thì lúc đó vậy quốc ông vua nước vệ rất là thích, cho nên mới sai Điền Tứ Phương hãy sắm xe đến rước. Thì Điền Tứ Phương nó không được, ông này mà rước mà đem xe đến rước mà đem lệnh rước vậy là ông có đi đâu, vì ông này ông khó lắm. Thì lúc đó ông vua ông hỏi gì chứ bây giờ phải rước làm sao, ông nói ngài phải bắt trước như thành thang ngày xưa vậy đó, đi cầu hiền vậy đó, đi rước ông Khương Thượng vậy đó mới được, tức là phải dùng xe bầu luân, tức là xe dấn cỏ bầu luân cho êm, rồi ngài phải đích thân đi đến đó thì quả mai ảnh mới ra chứ, kiểu mà sai người đi rước là ông không đi đâu. Thì lúc này ông vua nó dễ nghe lời, thì đến nơi cái hàng xá của Điền Tử Sản thì Tử Sản cái nhà tranh vách lá nghèo lắm, nhỏ xíu à, ông cũng mệt, ông vô ông ngồi. Cái chỗ ngồi thì không đáng chút nào, nhưng mà cũng phải ráng vì cái tôn trọng cái người hiền đi vào. Thì khi vừa ngồi xuống, vua mới mắc thầy Tử Sản lại để cho ông nói chuyện. Thì thầy Tử Sản không đi, mà Tử Sản nó mắc ngược lại, nói bệ hạ muốn cái gì thì đến đây. Thì lúc đó nó kẻ theo hầu của vua đó thì rất là bất mãn, mới hét lên, nói ông thầy Tử Sản, ông đạo nghĩa gì? Vua mà gọi bầy tôi thì bầy đủ đến đúng là mới là đúng, còn ông là bầy tôi mà ông lại quát vua đến là nghĩa làm sao, đạo lý nào, sao ông cao ngạo đến thế? Thì thầy Tử Sản nói các ông đừng có nóng, tôi hỏi các ông, nếu mà bây giờ tôi mà vua mà quát một cái là tôi đến thì tôi mang tiếng gì? Tôi nói là xu phụng kẻ giàu sang, thấy người ta quyền thế rồi khom lưng mà chạy theo thì đó là tiếng khen hay tiếng chê? Rõ ràng là tiếng chê. Nhưng mà nếu mà tôi ngoắt mà vua đến á thì người ta sẽ nói rằng vua là một bậc chiêu hiền đại sĩ, là một bậc cao trọng, biết chuộng kẻ hiền kẻ sĩ. Như vậy thì tiếng đó là tiếng khen hay tiếng chê? Rõ ràng là tiếng khen. Vậy thì một cái khen với một cái chê, quý vị biểu tôi chọn cái nào? Thế thì vua nghe ra, vua mới là đi đến bên thầy Tử Sản. Thầy Tử Sản mới là thi lễ và đem tất cả sở học của mình, đem tất cả những cái hiểu biết của mình bàn về việc an bang định quốc. Thầy vua nước vệ nghe mà quên ăn cơm, đói bụng dữ lắm mà tới giờ ngự thiện mà quên biểu đánh xe về đấy. Quý vị biết cái tài năng của thầy Tử Sản, cuối cùng và rước được thầy Tử Sản về và phong làm đại phu. Rồi sau đó lại là nước vệ lên ngôi bá chủ, thì điều đó là cái việc ở đằng sau. Quý vị nghe câu chuyện đó, thầy Tử Sản là một người nghèo, một người không có địa vị, nhưng mà chí hướng cao thanh, giữ vững cái thanh cao của mình, cái trị giá của mình. Thành ra thầy Tử Sản vẫn ở được cái vị thế. Mặc nghèo nghèo không có địa vị, nhưng mà không ai dám coi thường, là bởi vì sao? Là cái chí của y là cao thanh, y không chịu hèn hạ, không chịu thấp hèn. Thành ra quý vị thấy tuy nghèo nhưng mà giữ được cái chí hướng của mình, giữ cái thanh cao của mình, thì điều đó phải là một bậc đại hiền, một bậc rất là khó làm. Đức thầy dạy tuy nghèo hèn mà chí cao thanh thì được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Nói về cái chuyện này thành ra tôi mới nhớ tới cái chuyện của thầy Tử Sản mà nói với quý vị nãy giờ. Còn quên một việc nữa. Quý vị nhớ nói tới chuyện thầy Tử Sản mới biết kẻ sĩ nghèo mà nó chí cao thanh tới mức độ nào. Nhưng mà có một hôm á, là thầy Tử Sản ở của mình à, có một cô gái đẹp lắm, ban đêm mới gõ cửa xin ở nhờ. Cái chuyện của thầy Tử Sản này tôi rất là tâm đắc và kính phục đây. Thì lúc đó
thành tư sản nó không được cô ơi. Tôi là người trai đơn, cô là gái chiếc, ban đêm họ không ở chung trong nhà được, mặc dầu nhà tôi thì cũng có chỗ để nghỉ được 3 đêm, nhưng mà không được, tôi là người trai chưa có vợ, còn cô là gái chưa chồng, thành ra không có thể ở chung trong đêm gì được. Thì cô kia ở cố nài nỉ nói vậy thì anh là anh, tôi là tôi, có gì đâu mà không được, có gì đâu mà bất tiện anh. Anh không nghe người ta đồn là ông Liễu Hạ Huệ á, ông ôm người con gái vào lòng không động đó sao? Sao anh không bắt chước Liễu Hạ Huệ? Thì lúc đó thầy Tử Sản mới nói rằng ông Liễu Hạ Huệ là một bậc trong sạch, ôm người con gái vào lòng không động thì ông được người ta khen là bậc trong sạch. Tôi nói thật với cô là tôi không làm được cái việc như vậy, thành ra cho nên tôi cũng không dám cho người con gái nào ở trong trong cái cảnh như vậy, cho nên tôi vẫn trong sạch như thường. Vậy thì ông Liễu Hạ Huệ trong sạch thì tôi cũng vẫn là trong sạch. Cái câu chuyện này tôi rất là tâm đắc đây. Quý vị ơi, trong việc tu hành của mình đó, mình biết mình không được thì mình tránh, thì giống như trường Liễu Hạ Huệ đó, biết mình ôm một gái vào lòng không được đó, là tránh đó. Thành ra thanh cao vẫn là thanh cao, còn mình làm trọng ngon, mình chưa có thanh cao mà mình muốn làm thanh cao thì lúc đó nó thấp hèn, thì chừng đó mình đổ thừa tại nghiệp chướng thì tội nghiệp nó không phải. Thành ra ở đây cái câu chuyện của thầy Tiến Sản đó cho chúng ta nhiều cái việc của một cái người nghèo, một cái người không có địa vị, nhưng ý chí của mình rất là thanh cao. Cho nên nếu mà chúng ta là cái người tu đó thì ý chí lại càng phải thanh cao hơn thế nữa kìa. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là tuy nghèo hèn mà phải chí cao thanh. Nghèo thấp thỏm rồi không có hoàn cảnh địa vị gì hết, nhưng mà chúng ta phải đặt cái chí cao thanh. Do đó mà chúng tôi hôm nay mới trao đổi với quý vị về cái chí cao thanh đây. Chí cao thanh là cái ý chí của một cái chữ thanh cao mà chúng ta không thể nào mà không thể giữ vững và nuôi được cái chí ấy. Bây giờ mình bàn về cao thanh, hồi nãy giờ mình cũng đã nói rằng Đức Thầy dạy cho chúng mình một cái chí mà chúng ta phải nuôi cái chí. À, nuôi cái chí, thân nuôi chí, chúng ta phải có ý chí, vạch ra đường hướng, vạch ra ý chí đó, và ý chí đó là ý chí cao thanh, làm tiên làm Phật, phải làm người trước tiên. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao, thì mình đừng cứ lặp đi lặp lại câu này hoài, giống như là nó sáo ngữ quá, nhưng mà tại vì cái chuyện nó có bao nhiêu đó là chúng ta không thể nói khác được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm một con người hiền, rồi từ cái trong cái chỗ quan trọng làm người hiền của đạo làm người, chúng ta làm tiên làm Phật, đó là cái bước đi đạo hạnh của người tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo. Mà cái ý chí và cái chí hướng của người tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo chúng ta là phải đặt như vậy. Thì bây giờ trước tiên là chúng ta hãy là một con người hiền. Thì bây giờ xét lại, coi lại coi mình đã lập cái chí như vậy mà mình có nuôi cái chí được chưa, nghĩa là mình thực hiện cái chí đó được không chưa. Cái này đó mà là vấn đề để nói đây, vấn đề để nói. Vì tôi quý vị mới xét lại coi cái chí hướng cao thanh mà chúng ta đã từng đặt ra, chúng ta đã từng nuôi chí mà chúng ta đã nuôi nó được chưa chưa, hay là chúng ta bỏ đói nó. Nếu bỏ đói thì sao, nó ốm o và nó sẽ chết dọc đường đấy. Ăn để lớn lên phải không, bồi dưỡng nó thì nó mới lớn ra, lớn mạnh lên. Còn cái này mình lập ra rồi, mình dạch ra rồi mà mình bỏ đói thì nó sẽ chết dọc đường đấy. Cho nên bây giờ chúng tôi cùng với quý vị mới nuôi cái chí cao thanh, mà nuôi bằng cách nào, bằng chất liệu gì, làm sao để chúng ta có được cái chí cao thanh bền bỉ, và để cuối cùng là chúng ta đạt được cái đó. Bởi vì cái điều này không thể không có, không thể không có chí cao thanh. Thì chúng ta đã lập ra chí cao thanh rồi, cho nên chúng ta mới quay đầu Phật pháp, chúng ta mới quy y nè, chúng ta mới tu nè, chúng ta mới giữ giới nè, chúng ta phải là hàng bữa cúng lại niệm Phật, làm lành ăn chay tu niệm. Thì tất cả những cái này là chúng ta đang dạy cho mình một ý chí, và ý chí đó là ý chí cao thanh. Vậy thì bây giờ mình phải nuôi nó chứ không phải là để cho nó ốm o. À, chứ đồng đạo có đồng ý điểm này không? Vậy thì bây giờ tôi với quý vị mới bàn để mình nuôi cái chí cần sao đây. Thì thưa quý vị, Đức Thầy đã dạy rồi cho chúng ta liền. Chúng ta căn cứ vào lời Thầy, chúng ta thấy rất là rõ đây. Hồi nãy chúng tôi đã có nhắc trong cái lời khuyến thiện của Đức Thầy trong quyển 5. Ngài bảo rằng, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trau dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Vậy thì rõ ràng và không ai chối cãi được, Đức Thầy biểu chúng ta nuôi cái chí cao thanh bằng cái niệm Phật làm lành, phải không? Vậy thì bây giờ nếu chúng ta mà chuyên tâm niệm Phật và chúng ta làm lành thì đó là chúng ta nuôi được cái chí cao thanh.
Đây là cái quan điểm mà chúng tôi cảm nhận được trong cái lời dạy của Đức Thầy trong Nguyện Hướng Thiện. Tất nhiên, chúng tôi xin thưa một lần nữa, đây là chỉ là quan điểm của tôi khi mà chúng tôi cảm nhận câu giáo lý của Đức Thầy. Vậy nếu có tất cả những cái quý vị theo dõi mà nếu có những cái mà không đồng ý thì chúng ta sẽ đóng góp bằng sao? Thưa quý vị, niệm Phật làm lành đơn giản quá, phải không? Không xa lạ gì hết ở trong tầm tay của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Đức giáo chủ dạy quá dễ làm, không đòi hỏi chúng ta một cái gì hết. Và làm lành thì chúng ta từ bỏ tất cả những việc ác của ba nghiệp thân khẩu ý, chúng ta làm tất cả việc lành, chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Cái điều này cũng không khó, mà cũng không phải ngoài tầm ta. Nó là một bước chân đạo hạnh mà Đức Thầy khẳng định. Khi trừ xong ba nghiệp ác, hãy làm thao tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên mười điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi được một bước trên con đường đạo hạnh. Mới có đi được một bước trên con đường đạo hạnh thôi quý vị. Như vậy thì cái bước này phải có. Bởi vì khi mà ý chí lập ra rồi thì có những bước đi để thực hiện ý chí. Đó là nuôi, nuôi cái chí đó. Theo của tôi là như vậy. Cho nên nuôi cái chí cao thanh là chúng ta phải thực hiện đạo lý. Mà thực hiện đạo lý thì Đức Thầy dạy cho chúng ta rất là dễ dàng. Và thực tế là phải niệm Phật và làm lành. Hai cái điều này căn bản. Ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Như vậy thì khi mà chúng ta đã thực hiện cái này thì chúng ta không mắc cỡ khi mình là nói là mình là tín đồ của đạo Phật, mình là con của Phật, không thẹn là một tín đồ của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, là hiền lành, là trước tiên là từ bi, là làm gốc từ bi di bổn, thấy không? Rồi niệm Phật là nhớ Phật. Phật là gì? Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả, giác ngộ không mê lầm, đó là Phật. Bởi vì niệm Phật là nhớ Phật, nhớ lục tự di đà, sáu câu danh hiệu của Đức A Di Đà là nhớ đến cái Phật tính ở trong lòng mình. Cho nên Đức Thầy dạy vấn đề niệm Phật nó rất là cụ thể. Chúng ta tin vào sự cứu độ của Đức A Di Đà bên khỏi Tây Phương. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni diễn giải ba kinh tịnh độ hoặc là ngũ kinh tịnh độ, thì chúng ta đủ niềm tin rằng Đức cõi Tây Phương Cực Lạc có Đức A Di Đà lúc nào cũng sẵn lòng để đưa chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta nhớ đến danh hiệu của Ngài, trong giờ phút lâm chung mà niệm được 10 tiếng nhất tâm bất loạn, đó là lời nguyện thứ 19 trong 248 lời đại nguyện. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã tin rồi, chúng ta đã khởi phát nguyện về với Phật, phát nguyện làm tôi Phật Tổ chí thành chí chân. Như vậy có phải là quý vị đã dạch ra một chí cao thanh chưa? Rõ ràng rồi đó. Chúng ta đã đặt một ý chí rất là cao thanh, thanh cao, một ý chí không thấp hèn, và một ý chí làm tiên làm Phật. Thì rõ ràng chúng ta đã có quy y, là có tin theo lời Thầy, là chúng ta đã dạch ra rồi. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện chứ đâu phải là dạch ra rồi để đó. Nghĩa là chúng ta phải nuôi cái chí đó. Nếu chúng ta không nuôi thì nó sẽ ốm o như chúng tôi đã nói nãy giờ đấy. Vì bây giờ chúng ta bắt tay vậy là niệm Phật. Mà hãy niệm Phật thì phải làm lành thì niệm Phật mới hiệu quả. Đức Thầy dạy rất là rõ đây. Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Đến đây chúng tôi xin mở ngoặc. Thưa với quý vị một điều về vấn đề niệm Phật. Chúng tôi có nghe một số đồng đạo mà cũng là có hiểu biết kinh điển nhiều, rồi mệnh danh là giảng viên đi truyền bá tất cả đạo lý cho người khác nghe, thu vô đĩa rất là nhiều. Một hôm tôi đến nhà một người bạn, nghe đồng đạo mở cái đĩa đó ra, mà đồng đạo ấy giảng về pháp tịnh độ. Khi mà tôi nghe cái đoạn đó rồi là tôi bủng rủng tay chân quý vị. Tôi tự nhiên là tôi muốn tối hùng hoặc ngày hết. Tôi nói rằng đồng đạo ơi, giáo lý viên của mình ơi, giảng giáo lý như thế này thì là mình là phủ nhận hoàn toàn cái giáo lý của Đức Thầy rồi. Ông ấy ông nói như thế này nè quý vị, tôi mới lặp lại nha. Ông nói bây giờ quý vị niệm Phật đi, quý vị tín nguyện phụng hành, là tức là tín nguyện hạnh, ba điều đó được rồi. Bây giờ là quý vị khỏi có cần giữ giới hạnh gì hết trơn, khỏi cần giữ giới, mà khỏi cần tu thập thiện gì hết, không làm cần gì hết, miễn ráng niệm Phật đi thì là được giảng sanh à. Tôi nghe nói như vậy tự nhiên thấy nó là sao đâu. Thực ra các ông ấy nói không có sai, ông nói đúng theo trong cái kinh đó. Trong kinh thì nói rằng cái bản nguyện của Đức A Di Đà, kể cả những cái tiên phàm ma quỷ súc sanh, kể cả những người phạm ngũ nghịch tội, nghĩa là cái gì cũng được, miễn nhớ đến 10 câu niệm Phật
là được giảng sanh cực lạc, được ngày ngày cứu vớt. Thì ngài nói trong 48 lời đại nguyện này đi. Nhưng thưa quý vị, khi mà ứng dụng pháp niệm Phật, bắt tay vào việc niệm Phật mà Đức Thầy dạy chúng ta để hiệu quả đó, thì Đức Thầy dạy chúng ta là sao? Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Nam mô miệng niệm lòng lành, đã ra phải đáng biết rành đường tu. Chữ Nam mô trì giải giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý. Lục tự di đà giữ tứ ân, tức là phải làm trọn vẹn bốn ân nữa. Nghĩa là không phải nói bỏ hết trơn, không làm gì trơn mà cứ niệm Phật là được. Làm sao được? Trong khi cái nghiệp thức của chúng ta nặng trịch, chúng ta không làm giải quyết xong ân nợ nghiệp nợ, thì cái quan khiên nghiệp chướng nó lăn lòn hại sát thân lợi. Tới giờ phút lâm chung lấy gì mà niệm Phật được? Làm sao chúng ta niệm Phật được? Cái điều này trên thực tế, bắt tay vào pháp hành, nghĩa là từng cái công hạnh chúng ta, từng bước thân chân tu của chúng ta, chúng ta phải theo lời dạy của Đức Thầy. Đức Thầy đã dạy cho chúng ta tất cả những cái đường hướng rồi. Nghĩa là Đức Thầy biết các ông phải làm như vậy này mới thành công. Mà mình thấy rõ ràng, khi thực hiện mình thấy rõ ràng nó thành công. Còn ở trong kinh thì nói trên cái bản nguyện của Đức A Di Đà mà thôi. Bây giờ chúng ta coi kinh mà chúng ta giảng theo cái bản nguyện đó như vậy, thì ông đã lời thuyết trình như vậy, ô sâu, thì bây giờ mình cứ luộc sạp, mình không cần giữ giới mà. Cái gì mình cũng làm được hết trơn, miễn mình sau mình tới giờ mình chết mình niệm Phật là được cứu à. Bây giờ quý vị suy nghĩ coi như vậy để có được hay không. Thưa quý vị, khi mà không có một niềm tin, không có một cái thiện nguyện, không có một cái việc làm lành, thì không có nhớ niệm Phật nổi đâu. Chúng tôi có biết một vài người, tức là bình thường không tu hành gì hết, rồi kế đó mang cái bệnh rất là nặng, bệnh xơ gan lớn, cái bụng như cái mã, thở dốc lên thế này. Rồi bà mẹ mới gọi kế bên nó, con ơi, ráng có niệm Phật. Thì lúc này đến chết khi nghe mẹ nói cũng sợ lắm, cho nên cố niệm Phật để Phật cứu. Mà cái chú ấy, chúng tôi đứt ruột dòm thấy Nam mô A Di không nổi. Ê, ơi, mệt quá mẹ ơi, để nghỉ mệt. Rồi ngồi Nam mô A Di rồi thôi niệm Phật. Nghĩa là có 6 chữ mà niệm không rồi. Và đâu chừng khoảng 15 phút sau thì cắt đứt hơi thở trong cái trận trồng, trong dặn mình, trong vật giả. Không niệm tròn được một câu Nam mô A Di Đà Phật của vậy à. Không niệm tròn được một câu nữa, đừng có nói. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả những tốt nghiệp, tức là những nghiệp nhiều nhiều đời kiếp chúng ta đã dồn lại rồi, những cận tử nghiệp, tất cả những cái nghiệp mà trong lúc gần chết, bao nhiêu những hắc nghiệp nó dồn lại, tâm tích chúng ta đối ôm, bao nhiêu nghiệp chướng nó lăn loàn, nó đang hoành hành, đang làm có còn một chút nào gọi là có một niềm tin như vậy. Làm sao mà quý vị niệm được? Cái điều này đi vào thực tế, quý vị phải thực tế cuộc sống và phải nghe lời thầy dạy, phải trung thành với giáo lý của thầy đi. Quý vị mới thấy đông phải Nam mô như là Phật dạy ập vậy. Mà bây giờ phải mình nói như vậy mà là cứ việc là mình không giữ giới gì trơn, không có làm lành gì trơn, trời ơi, niệm Phật thành công thì cái điều này là trên bản nguyện Đức A Di Đà chứ không phải trên cái sở hạnh của đâu. Mà nếu chúng ta giảng cái kiểu như vậy đó là vô hình chung chúng ta lại đi ngược lại cái lời khuyến dạy của ông Phật Đức Thầy rồi. Đức Thầy biểu Nam mô miệng niệm lòng lành. Nam mô miệng niệm lòng lành mà. Thì sao mà bây giờ mình lại không có niệm mà không làm lành, là mình nói không cần làm lành, không cần giữ giới, miễn có niệm là tới nó niệm Phật là được chứ. Thì cái điều đó đồng đạo mình nghe nói vậy thì hiểu lầm đạo lý, nguy hiểm quá. Thành ra cho nên ở đây khi mà nuôi chí cao thanh thì tôi thấy rõ ràng Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật làm lành. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi làm lành dễ hay khó đây? Đâu gì xét lại coi, mình xét lại coi làm lành dễ hay khó. Nó dễ ợt à, nhưng mà thật ra thực hiện không dễ dàng đâu. Thực hiện không dễ, nói dễ ợt à. Nhưng mà khi mà làm nó không có dễ đâu. Bây giờ ba ác của cái ấy nghiệp nè, tham lam nè, sân nộ nè, mê si nè, ba cái ác này nó là đại biểu cho tam độc chứng. Từ ba cái thằng có ý nghiệp này nó mới đẻ ra là sát sanh đạo tặc tà dâm, đồ lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu dâm ngữ. Tất cả ba thằng này nó là chủ động đẻ ra, bị ý nghiệp nó chủ động cho thân nghiệp và khẩu nghiệp đấy. Nói tiếng người cho thật ra nó có ba cái có một nghiệp một ý là nó đẻ ra bao nhiêu cái ác kia. Bây giờ mình xét lại coi tham ở trong lòng mình còn không, sân mình còn không, si còn không. Quý vị thấy muốn tam nghiệp hằng thanh tịnh đâu là phải một chuyện nói là được. Chúng ta phải vận dụng cả tâm trí, chúng ta đem cả tấm lòng chăm chăm giữ gìn giới hạnh để làm cho được. Mà theo năm tháng cái một chút để chúng ta thực hiện mới làm được thành một người, cái sự trọn vẹn được một người hiền. Một người hiền là người không có giữ,
Mà không giữ là không ác, chỉ là 10 ác thanh tịnh thì chúng ta mới hiền được. Mà người hiền chỉ là một người hiền thôi, thì chừng đó chúng ta mới có cái cơ may là chúng ta niệm Phật thành công. Như Đức Thầy dạy, Nam Mô miệng niệm phải lòng lành, cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Chưa nói đến gì là giữ giới, chưa nói đến như là ăn nợ và nghiệp nợ chúng ta. Thành ra cho nên khi mà chúng ta nói về việc tu hành là chúng ta phải nói chuyện bắt tay vào việc hành đạo. Chứ chúng ta đừng có nói những lý thuyết kinh điển mong manh mà chúng ta quên cái một thực tế. Bởi vì cái như lý tác ý, chúng ta phải căn cứ vào chân lý để mà chúng ta khởi tâm. Thì khi mà chúng ta dòm lại cái bản thân mình để mà chúng ta thấy được cái chân lý trong cái đạo lý mà chúng ta nắm được. Thì thưa quý vị, nuôi trí cao thanh thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy chỉ dạy chúng ta trước tiên đó là làm lành và niệm Phật. Tôi nghĩ hai cái này mà chúng ta làm được thì chúng ta có thể nuôi được cái trí cao thanh chúng ta ngày lớn lên, rồi chúng ta sẽ làm tiếp tục tất cả những cái khác nữa. Chứ nếu cái này mà chưa làm được, tôi nghĩ là không có cái cao thanh nào hết trơn. Bằng chứng là Đức Thầy biểu mình phải ráng cần chuyên niệm Phật. Cần chuyên à, cần là siêng năng, chuyên là mãi mãi, không có bao giờ là bỏ là lòng suốt như vậy. Cần bắt như chuyên, tức là thấy cần siêng năng như vậy, mà nếu không có chuyên là chỉ cần đó sẽ bị cô lập. Bởi vì làm sắp sắp một lát cái bỏ, lâu lâu làm nữa bỏ là không được, mà cần rồi phải chuyên nữa. Tức là cần mẫn mà phải chuyên, chuyên suốt vào cái đó, phải chấp cái đó, không bỏ theo vào ngày tháng thì gọi là cần chuyên. Mà ngài biểu cần chuyên niệm Phật tham lành, tức là giờ giờ quán chiếu nội tâm, không bao giờ rời câu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chứ quên, không có giờ nào mà niệm. Bây giờ làm cái gì cũng nhớ niệm Phật. Bây giờ thí dụ như cô Phong Lan á, đi dò thuốc nam, dò thuốc nam thì từng dò thuốc nam thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái dò thuốc nam đó, cái chỗ đó là biến thành đạo tràng. Cái viên thuốc nam đó là cái từng câu niệm Phật ở trong lòng làm ra. Chứ không phải nói dò thuốc nam làm phước như vậy đâu. Cứ dò thuốc nam mà cứ để không có niệm Phật rồi cứ nuôi nộ ai nghịch ý chút, nó nổi tâm bành lục đặt lên, thì cái làm phước của mình, cái phước đó nó không có nhiều, mà coi chừng cái tội á, công kia giới tội không biết trừ được hay không nữa. Thành ra cái vấn đề niệm Phật mà thầy dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi đó, mà chúng ta mà chuyên tâm niệm Phật được, đây là một cái cách nuôi chí hướng cao thanh rất là tuyệt vời. Kèm theo cái niệm Phật đó là chúng ta phải làm lành. Đây là hai cái điều mà chúng ta thấy ở trong tầm tay của mình không khó, mà điều hồi hỏi chúng ta phải thực hiện cho được. Nói đến đây, chúng tôi ở trong kinh Phật, ông Bạch Cư Dĩ là một nhà đại thi hào của thời nhà Đường. Quý vị còn nhớ là ông Bạch Cư Dĩ một hôm làm 3 năm làm được có một cặp thơ. Tức là cái ông này là một cái tay thợ thơ nổi tiếng thời nhà Đường. Nhị cú tam niêm đắc, ngâm thành sông Lệ Lương. 3 năm làm được cặp thơ, đôi hàng lệ chảy gật gù ngâm lên. Quý vị biết là một cái tay làm thơ mà 3 năm trời làm được cái cặp thơ mà ngâm lên rồi rớt nước mắt. Thế là ông nổi danh là một cái nhà thi bá, gọi là ông Bạch Cư Dĩ. Ông sống đồng đời với Lý Thái Bạch, với Đỗ Phủ, với một số người khác. Tức là Bạch Cư Dĩ là một cái thi bá nổi tiếng ở đường. Ông này thì là vừa có tài, lại ổng lại làm quan nữa. Một hôm nghe tiếng ông Ô Sào Thiền Sư. Ông Ô Sào Thiền Sư thì tại vì ổng có một cái hiệu đặc biệt, nhưng mà tại vì ổng làm cái chỗ tu ổng ở trên cái chắc ba cây á, đều giống như cái ổ quạ vậy, người ta mới đặt ổng là Ô Sào Thiền Sư. Ô là con quạ đó, Sào là cái ổ, Ô Sào là cái ổ quạ, Thiền Sư ổ quạ. Thành ra người ta khi mà, nhưng mà ông này là tuy ở vậy đó chứ là cái đức độ ổng bay khắp xa, cho nên Bạch Cư Dĩ nghe tiếng mới đến một hôm mới giếng cái Ô Sào Thiền Sư mà hỏi Ô Sào Thiền Sư một câu. Nói à, tôi nghe đồn ông là một bậc tu tập đã đạt cái chỗ ưu thâm, xin ngài cho tôi một câu nói, một câu nói mà gồm nhiếp hết cả những cái ý nghĩa của Phật pháp. Thì lúc đó ông Ô Sào Thiền Sư ông nói dõn dẹn cái bài kệ là chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành tị chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tức là bốn cái câu kệ này đó thì người ta nghe người ta thuộc lào hết trơn à. Thì lúc đó ông Bạch Cư Dĩ ông mới chề môi, ông mới nói tưởng gì cao xa, cái bài kệ này đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc mà, đâu có gì đâu mà cao xa. Mà tôi đã nói với ông là ông cho một cái câu nói cao siêu của Phật pháp. Thì Ô Sào Thiền Sư nói ấy, ông nói rằng cái bài kệ đó đứa con nít 8 tuổi nó vẫn còn biết đọc được,
đúng, đứa con nít có thể 8 tuổi đọc được. Nhưng tôi cho ông biết, lão già 80 tuổi chưa chắc đã làm xong. Đứa con nít 8 tuổi đọc thuộc, nhưng lão già 80 tuổi chưa chắc đã làm xong. Lời nói của ông Sào Thiền Sư đối với Bạch Cư Vị trong một cái chuyện, trong một giai thoại thiền như thế, nó làm cho chúng ta mới nhớ trở lại. Vấn đề làm hiền, vấn đề diệt thập ác không phải dễ dàng đâu quý vị. Chúng ta nói thì rất là dễ dàng, nhưng mà làm cho được cái đó thì nó là một việc khác mà. Cho nên mỗi đạo lập thân nuôi chí, chúng ta phải nuôi chí hướng cao thanh bằng cái cách là chúng ta cần chuyên niệm Phật làm lành. Vấn đề niệm Phật, vấn đề làm lành thì nó lại là hồi nãy giờ mình nói rồi, bây giờ nói lại là niệm Phật một chút. Tôi thường hỏi với đồng đạo mình, tại sao mà Đức Phật biểu mình niệm Phật vậy? Đức Thầy dạy mình niệm Phật chi mấy ông? Thì có người thì nói rằng là Đức Thầy dạy niệm Phật đừng mà mình được giảng sanh. Niệm Phật đừng mà mình lát nữa Đức Phật cứu mình rồi kia, vân vân. Nhưng mà tôi nói quý vị, tôi muốn hỏi quý vị đó là cái lý do nào mà Đức Thầy phải dạy chúng ta niệm Phật? Thì Đức Thầy nói rất là rõ đây quý vị ơi. Thầy nói bởi vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm vì việc thế trần ấy không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm được một tiếng Phật là lìa được một niệm chúng sanh. Đấy, đấy là cái lý do mà Đức Thầy phải dạy chúng ta niệm Phật. Chúng ta nhớ được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mở lại tự tánh của mình trong giờ phút đó. Ý niệm đó chúng ta đẩy lùi được một ý niệm sai lầm của chúng sanh. Bởi vì khi chúng ta mở con mắt ra tới từ sáng tới chiều đó, quý vị nhớ có biết bao nhiêu ý niệm, tâm duyên ý mã, trùng trùng điệp điệp bao nhiêu ý niệm, nó dẫn chúng ta sằng xuyên đủ thứ. Bây giờ nếu chúng ta không chuyên tâm niệm Phật thì tâm tưởng chúng ta nó chao đảo giống như ngọn đèn trước gió, làm sao mà định tĩnh tâm hồn, làm sao mà duyên hướng ở đâu cho tốt, mà làm sao trí tuệ phát sanh. Cho nên chúng ta cứ lang thang mãi trong nẻo luân hồi khốn khổ khốn đốn. Chúng ta lát buồn lát giận lát vui, buồn khổ lo ắng lấu đủ điều, còn cũng tưởng, có cũng tưởng, mất cũng tưởng, không cũng tưởng. Tất cả những cái thứ đó nó lây bủa tâm linh trong lòng chúng ta. Chính vì cái chỗ mà nó lộn xộn lăng xăng nó ô tạp kia, Đức Thầy mới dạy chúng ta và Đức Phật mới chỉ chúng ta cái phương pháp niệm Phật. Niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cũng có nghĩa là chúng ta niệm cái sự thanh tịnh an lạc của Phật, của Đại Đức Phật để trở về sự an lạc của mình. Cho nên Đại nói là niệm Phật chẳng lai thanh tịnh của chư Phật, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Quý vị chú ý giùm tôi cụm từ chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Rõ ràng là mục tiêu của sự niệm Phật là chúng ta đem vào lòng câu niệm Phật, đem sự giác ngộ tự của tự tính của chúng ta trở về giác ngộ chân tâm bằng một ý niệm Phật là thanh tịnh sáng suốt, không nhiễm ô, là nương cái thể tánh thanh tịnh kia mà trở về cái giác tánh thanh tịnh bản thân của chúng ta có Phật. Có phải vậy không? Để khi đó chúng ta đẩy lùi được cái trượt nhiễm trần ai. Trượt là gì? Trượt là dơ, là xấu, là thấp hèn. Nhiễm là dính vô. Trần ai là bụi bặm, là những cái điều nhơ nhức. Vậy thì bây giờ mỗi một câu niệm Phật là chúng ta không cho nó dính vào tất cả những ý niệm trần xuyên dơ xấu của thế gian tánh, của cái tâm hàm. Hàm tánh chúng ta chuyển thành Phật tánh, đó là công trình tu, là chuyển hóa tất cả nghiệp xấu xa để trở về với Phật. Từng ý niệm một, từng ý mà qua công năng của niệm Phật. Mỗi một tiếng niệm Phật là chúng ta trở về, chúng ta thành Phật trong ý niệm đó, và cứ như vậy liên tục. Ngày dồn tháng chứa, nhật tích nguyệt lũy, chúng ta có được Phật ở trong lòng, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Rõ ràng trong tâm chúng ta có Phật. Trong tâm có Phật là không có tiếng cái ý ma trong Phật, trong tâm chúng ta. Và chúng ta tâm có Phật là tâm thanh tịnh, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả có mặt. Và như là tâm chúng ta là Phật thì ta với Phật là đồng thể tánh, chúng ta thể hiện được chân tâm. Đấy là cuối cùng con đường tu tập. Cái đó là do công hạnh từng giờ từng phút của năm, của dài dặn thời gian công phu, chứ không phải của cái nói. Bây giờ chúng tôi cùng quý vị mà nói tới chết bây giờ thì nó cũng là như vậy thôi. Mà cái điều là chúng ta phải làm cho được mà thôi. Cái điều này chúng tôi thường lặp đi lặp lại với chính mình, và muốn chia sẻ với đồng đạo rằng tất cả mọi thứ phải ở trong cái việc làm. Thầy dạy chúng ta mà hiểu làm không mà, chứ không có biểu chúng ta nói. Làm theo lời chỉ Ngài đại lời chỉ. Vậy thì bây giờ phải thực hiện. Vậy thì khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, và phải đặt cái chí hướng cao thanh.
Mà đặt chí hướng cao thanh là phải nuôi chí hướng đó. Mà nuôi bằng cách gì thì thầy dạy chúng ta là phải niệm Phật cả và làm lành để mà nuôi cái chí hướng cao thanh. Để chi? Để ngày xưa chúng ta cái vị cao thanh mà không phải là trần ai tục lỵ khốn khổ đọa lạc khổ đau. Có phải vậy không chứ đồng đạo thân mến? Như vậy nếu chúng ta mà muốn bước đến những vị cao thanh bằng chí hướng đã vạch ra, đã vạch ra thì chúng ta phải nuôi. Có nghĩa là trong từng bước chân của chúng ta phải tu, phải tập, phải thực hành. Không phải nói, dứt khoát là không phải nói mà phải làm cho được. Không thể nói là không được. Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta coi như là cô phụ cả sự ra đời của Đức Thầy và cả một công trình tu tập mà chúng ta đã tự phát nguyện. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành. Nhớ là làm lành đó, làm đó. Lánh giữ quy y theo mấy ngày, làm y theo mấy ngày để tu huyền theo Phật đạo. Quý vị thấy mình đã quyết như vậy. Rồi bây giờ mình không làm được. Hứa thì hứa suông như vậy là gì? Là chúng ta chẳng qua là nói hoa sao? Chính vì lẽ này mà chúng ta thấy rằng toàn thể đồng đạo của chúng ta trong hiện tại, cái vấn đề của chúng ta hôm nay là phải vấn đề, không phải là vấn đề ở đây luận bàn hoài, mà chúng ta phải dịch ra, chúng ta thấy rõ cái nghĩa lý ở đâu, tìm hiểu nghĩa rồi phải làm theo để đắc đạo. Cái điều này nó là như một công thức toán học không thể nào bỏ qua được. Tìm hiểu nghĩa cộng làm theo bằng đắc đạo. Vậy thì biết ai muốn làm đắc đạo, ai muốn đi trên con nẻo đường thanh cao thì phải làm mà thôi. Cái quan điểm của tôi là như vậy. Đức Thầy nói rằng ta giàu có cách thông hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Quý vị ơi, mà làm đấy, tức là chỉ một chữ hiền lương thôi à. Làm cái chữ hiền lương đó, thì Đức Thầy về nhìn mình là đệ tử của Thầy, và chắc chắn là chúng ta làm được Thầy giao. Ta giàu có cách thông hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Vậy thì chí cao thanh là chúng ta phải lập thân nuôi chí rồi. Mà cái chí chúng ta không phải là cái chí thấp hèn, mà cái chí cao và thanh. Đã dạch ra, đã nhắm cái mục tiêu cao thanh kia, nhắm mục tiêu làm con người hiền để làm tiên làm Phật, thì chúng ta phải nuôi cái chí đó lớn lên. Phải nuôi, mà nuôi bằng cách nào? Nuôi bằng cách là chúng ta phải niệm Phật và làm lành. Đây là cái điều phải là như vậy, không cách nào khác hơn. Chúng tôi có thể thấy như vậy. Cho nên kính thưa với đồng đạo thân mến, mong rằng tấm toàn thể đồng đạo của chúng ta hiện diện có mặt hôm nay, trong cái bài chia sẻ của Thường Như, Thường Như không có một câu giọng là thuyết trình gì cả, cũng không phải là một giảng viên gì đâu. Chúng tôi là một đồng đạo bình thường ở chốn nông thôn xa vời, sự học biết không có bao nhiêu, nhưng mà tâm quyết, tâm khảm, ý chí vì đạo vì thầy lại nó giàu dạt trong lòng, nhất là trong giai đoạn này. Đồng đạo của chúng ta phân quá lớn, chúng ta phải đoàn kết, phải thương yêu nhau, rồi cùng chia sẻ nhau cái những cái mà mình cảm thấy được để cùng nhau lo tu. Cái mục tiêu của chúng ta là tu. Chúng tôi chỉ mong là chúng ta hiểu được đạo lý để cùng tu. Tôi và quý vị đang tu, chưa người nào đắc đạo cả, chưa ai có khả năng dạy ai cả. Tất cả những điều mà mình học, mình biết, mình nói chẳng qua là những cái tâm tình để chia sẻ với nhau trong đạo lý. Thì chúng ta gặp nhau ở chỗ chân tình này, chúng ta là người tín đồ, là con yêu của Đức Thầy, chỉ thương nhau như con một cha như vậy. Cho nên tất cả những cái điều mà trao đổi của Thường Như mong rằng nó chỉ là những tâm khảm chân tình nhất, mà mong rằng nếu có những cái gì sơ thất và không có phù hợp thì đồng đạo sẽ thông cảm mà bỏ qua cho. Và chúng tôi sẵn lòng nửa lòng nghe tất cả những đóng góp của anh em, của đồng đạo mình. Nếu người nào thấy còn có những điều gì sơ thất cần bổ túc. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Và cũng không quên chúc cầu cho toàn thể quý vị thể tráng tâm an, bồ đề tâm luôn tăng trưởng, và chúng ta giữ vững chí thanh cao theo giáo lý tối thượng của Đức Thầy, trung thành giáo lý ấy cho đến giờ phút cuối cùng. Và cuối cùng một ngày mai chúng ta sẽ gặp Thầy Long Hoa Đại Hội. Trân trọng kính chào toàn thể chư đồng đạo, và chúng tôi xin trả mic lại cho MC và chú Nguyễn Tân. Nam Mô A Di Đà Phật.